Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Tham hưởng thọ thì cần gì xuất gia? Đừng cố tình nói dối, đừng làm những chuyện như bịt tai mà ăn cắp chuông. Người xuất gia nhất định phải có một nền tảng tu hành cho vững vàng. Nền tảng vững vàng là gì? Tức là nghiêm thủ giới luật. Người xuất gia phải cần học thuộc lòng tứ phân luận, tức là luật sa di, luật tỳ kheo, luật tỳ kheo ni, kinh Phạm Võng, vân vân, rồi nghiên cứu tường tận thì mới đủ tư cách làm người xuất gia. Nếu nền tảng không vững vàng, suốt ngày hết nghĩ đến tiền bạc, lại nghĩ đến sắc dục, thì thân tuy xuất gia nhưng tâm không nhập đạo. Như thế thì xa cách đạo trăm ngàn dặm. Những người xuất gia này ở trong Phật giáo làm chuyện bại hoại, không thể thừa nhận họ là người xuất gia được. Người xuất gia không được đi phan duyên cái này, đi phan duyên cái khác, cũng không được đơn độc đi ở một ngôi chùa nhỏ, kêu cư sĩ lại hộ pháp. Đơn độc tiếp thọ đồ cúng dường, hành vi như vậy không hợp với quy luật của Đức Phật chế định. Nếu như mình có những hành vi này thì phải mau mau sửa đổi, bởi vì thí chủ nhất lạc mẽ, trọng nhược tu di sơn, thực liễu bất tu đạo, bì mau đãi giác hoàn. Nghĩa là hạt gạo thí chủ cho nặng bằng núi tu di, ăn xong chẳng tu đạo, đeo sừng đội lông trà. Thuở xưa, người chân chính tu đạo ở nhà tranh tự mình cày ruộng, tự mình ăn, tuyệt đối không nhờ vào ngoại duyên. Vì mục đích diệt lòng tham nên họ ở nhà lá mà tu hành, hoặc giả họ bế quan vì muốn làm cho học vấn và đạo đức mình được chắc thực. Nếu như chân chính tu đạo thì có thể ở một mình đơn độc, nhưng không thể đơn độc tiếp thọ sự cúng dường của cư sĩ. Làm vậy là đem chính pháp biến thành mạt pháp, cũng là phá hoại Phật giáo. Hiện tại người tu hành thích đơn độc tu ở nơi tịnh xá. Tại sao vậy? Bởi vì nếu họ không giữ giới luật thì chẳng có người nào thấy, phạm quy củ cũng không có ai biết được, có thể tùy tâm sở dục, muốn làm gì chẳng có ai quản thúc, được tự do tự tại, có thể nói rằng không có ràng buộc gì cả. Hoặc giả có kẻ khác thì ở trong tịnh xá của mình chiêu tập một số cư sĩ, lại nói là làm pháp này hội nọ, nhưng thực tế chỉ là mượn áo nhà Phật, nhờ vào danh Phật để kiếm miếng ăn mà thôi. Có những người xuất gia không dùng tiền cúng dường của cư sĩ vào những việc Phật sự, ngược lại lợi dụng tiền đó đi mua những vật xa xỉ, xe hơi, làm những điều ích lợi riêng tư. Hoặc giả làm mua tivi rồi ngày ngày quay tivi, quên lãng cả việc tụng kinh sớm tối. Hoặc giả là mua tủ lạnh để chứa những thức ngon vật lạ. Nói tóm lại, họ đắm chút sự hưởng thụ, tham đồ vật, tham sung sướng. Phong khí hiện tại chính thật là như vậy. Họ đem tính khổ hạnh của Phật giáo hoàn toàn biến cải. Thật là cô phụ sự khổ tâm của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật xưa kia vậy. Có người nói, sinh ra trong thời đại này, mình cần phải coi tivi, cần phải biết tin tức quốc tế. Nếu không thì là đuôi mù, câm điếc, không biết gì cả. Bạn biết những chuyện ngoài đời rồi thì sao? Biết được chuyện ngoài đời, đến lúc chết có tránh được chăng? Có người lại nói, người tu hành có thể tránh được cái chết hay sao? Bạn tu hành, tới khi chết cũng phải chết. Song trước khi chết, tâm mình sáng suốt, tuyệt đối không phiền não, không rối ren, an nhiên mà chết. Nếu mình không tu hành, tới lúc chết thì cũng chết vậy, nhưng chết một cách hồ đồ, mơ màng, mê muội, không nhớ nam cũng nhớ bắc. Lòng không thanh tịnh, ôm hận mà chết. Đó là chỗ khác biệt, quý vị có biết chăng? Đối với người tu hành chân chính, lúc chết tâm họ rất sáng suốt, biết mình từ đâu tới và sẽ đi về đâu, rõ ràng không có mơ hồ gì cả, không quên đi bản lai diện mục của mình. Người không tu hành, lúc tới thì mơ màng, khi đi thì lại càng hồ đồ, cả một đời mê muội. Họ không biết vì lý do gì mình tới, rồi vì sao đi, cũng không biết từ đâu lại, rồi đi về đâu, hoàn toàn mù mịt. Mục đích xuất ra là liễu sinh thoát tử, không phải vì hưởng thụ. Nên khi đã đi tu rồi, cần gì tham lam vật chất hưởng thụ? Có lòng tham hưởng thụ thì cần gì xuất ra? Tôi chủ trương rằng bất luận ai muốn đơn độc trụ một ngôi chùa nhỏ để tìm cách hưởng thụ, thì chi bằng hoàn tục cho rồi. Bởi vì sao? Bởi vì hoàn tục so với đơn độc trụ một chùa nhỏ tốt hơn nhiều, không tạo nên những tội nghiệp vừa kể. Điểm đó hy vọng quý vị đại chúng chú ý. Nói rằng người tu hành đơn độc trụ nơi một chùa nhỏ, mục đích không phải là để tu hành mà lại tham đồ hưởng thụ cúng dường, câu nói đó nhất định có nhiều người không muốn nghe. Tôi không cần biết quý vị có muốn nghe hay không, tôi vẫn nói vì nghĩ đến tiền đồ của Phật giáo, nên chi nói ra khiến người khác khó chịu. Thêm một lần nữa,
Phàm là người xuất gia thích hưởng thụ, không có sự tu chỉ, thì bất quá chỉ đội lốt thầy tu thôi. Hy vọng các đạo hữu khuyến khích lẫn nhau, nhắc nhở lẫn nhau, đừng cố tình nói dối, đừng làm chuyện như bịt tai mà ăn cắp chuông, lấy vải thưa che mắt thánh. Hòa thượng Tuyên Hóa giảng ngày 11 tháng 11 năm 1983. Ha ha ha, 问什么的说。